Wow, cập nhật mới rồi. Trời ơi, một cái màu mùa thu, cái màu cây có trái luôn cơ. Ui, cây có trái luôn nha. Đầu tiên là có rất nhiều nhiệm vụ để làm luôn. Ở clip này thì mình sẽ làm hoàn tất tất cả nhiệm vụ nha. Phần quà ở clip này sẽ là một chiếc áo thun hình trái tim. Các bạn chỉ cần comment cái tên game ở bên dưới và nhớ follow kênh TikTok mới của mình nha. Hôm bữa mới bị mất kênh luôn. Ok la, trời ơi có quá trời nhiều luôn ha. Đặc biệt là mấy cái biểu cảm này là mọi người, trời ơi xịn lắm nha. Nhiều cái là mình không thể đổi được lần thứ hai đâu, cho nên là các bạn nhớ tranh thủ. Trước tiên thì mình sẽ đi giải quyết tất cả các nhiệm vụ trong đây. Mấy cái vị trí rồi đó, nhiều cái vị trí là mình không thể biết được đúng không. Bây giờ hãy cùng mình theo chân mình làm các nhiệm vụ này nha. Cái nhiệm vụ đầu tiên này á, thì các bạn sẽ tìm những cái NPC mà trên đầu có hình trái tim. Đây, có rất nhiều hình trái tim luôn nha. Mới đầu thì game sẽ hướng dẫn chúng ta như thế này nè. Còn cái nhiệm vụ thứ hai là sẽ không chỉ đường như thế này đâu nha, các bạn phải tìm á. Rồi, một NPC có hình trái tim nữa, ngay đây. Và những hình trái tim này nó không có cố định vị trí đâu nha mọi người. Sau khi mà hoàn thành xong thì mình nhận thưởng thôi. Ui, mà cái này dạo này là không có nhân nha. Mấy cái nhiệm vụ đầu tiên này là không có XP đó. Dạo này game hay đổi hết ta. Hôm nay là có chiếc nhẫn kim cương mọi người ơi. Trời ơi, giờ là phải đi tìm vị hôn phu. Thì cái ông hôn phu này trong khu plaza, nhưng mà các bạn cứ kiểu đứng yên thôi, các bạn đừng có tìm. Các bạn đợi một lát nữa, tại vì ông đó sẽ tự đây, ông đó sẽ tự động đi lại tìm chúng ta nha. Các bạn mà đi lung tung á là một hồi các bạn kiếm sắp mặt luôn. Rồi đó, mình làm hoàn thành rất nhanh luôn ha, ổng tự kiếm mình luôn mà. Tiếp theo là đi đến lớp ring. Thì cái lớp ring này là cái khu vực mới nha mọi người. Vô đây là để mua nhẫn nha. Thẳng tiến lên lầu luôn. À, chúng ta có một cái quyển sổ. Đây là cái quyển sổ những cái món đồ này mình phải thu thập, tại vì mình đổi món quà á mọi người, bao gồm 12 món lận. Và mình đã tìm được một món rồi nè. Đó, cái này là cái sổ ghi chép thôi. Và cái bà chủ này là có bán nhẫn nha. Trời ơi, nhìn bả sang trọng quá mọi người ơi. Ui ui, cầu hôn cặp đôi rồi nè. Trong đây là bán nhẫn kim cương nha. Trời ơi, cái gì? 200 kim cương. Ô mẹ ơi, 2000. Nhìn số kim cương của tôi đi, sao mà đủ trời. Thôi, tôi nghèo lắm nha. Rồi xong thôi, chia tay luôn. Với lại là mình đâu phải là người chủ động đâu, cái này là một người mua là đủ rồi mà, đúng không, phải không ta? Thôi đi đi đi. Sau khi mà vô trong đó là các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ rồi đó. Rồi mình quay trở lại đây, mình hoàn thành nhiệm vụ. Tiếp theo là một cái nhiệm vụ mà tính ha, nhiều bạn gọi là thắc mắc lắm. Mình thấy là mọi người chat là tìm cái hai người này quá trời luôn. Thường thường là hai người đó sẽ đứng ở đây nha mọi người. Hai người đó chuyên gia tâm sự ở đây luôn. Không biết để làm gì, nhưng mà hôm nay là tìm kiếm không thấy. Cái vị trí NPC này nè thì nó không có cố định, nhưng mà cái vị trí đầu tiên mà mình thấy là trong đây nè. Thấy các bạn vô trong đây quá trời luôn. Rồi nó, các bạn thấy chưa, trước mắt luôn hai người này đang tâm sự cái gì trong đây nè. Đang cãi lộn. Rồi, người Hàn Quốc hả? Người Hàn Quốc. Ok la luôn. Đấy, vị trí trong đây nha, các bạn nhớ kiểm tra từng cái căn chòi này. Ok la, vậy là mình hoàn thành nhiệm vụ rồi. Tiếp tục là ra đây nhận thưởng thôi. Tiếp theo là cái nhiệm vụ thả tim cho 10 người xung quanh mình. Đó thì mình cũng sẽ thả tim luôn. Mà một lát nữa thì vẫn có cái nhiệm vụ này nữa nha mọi người. Một lát nữa là vẫn có luôn, là thả tim sắp mặt luôn á. Bạn nào mà đang còn tim là ghé khu vực này. Đứng yên là auto là có nhiều tim luôn. Thả tim rồi thì tới nhận tim. Bây giờ mình sẽ cố gắng mình nhận 3 tim. Sau khi nhận đủ rồi thì hoàn thành, đơn giản. Nhận được quà rồi mọi người, kính lúc tình yêu nha. Rồi, quá ngon lành. Bây giờ tiếp theo là cái gì đây? Để mình xem. Hôm nay là có rất là nhiều nhiệm vụ luôn. Đấy, các bạn thấy không? Thêm nhận thêm một cái nhiệm vụ mà thả tim nữa, quá trời luôn. Nhưng mà lần này tự nhiên được X3 nha, nhân 3 luôn. Thì xem quảng cáo là được nhân 3, còn khúc đầu thì không có nhân. Nhiệm vụ tiếp theo thì mình sẽ lấy mấy cái vọt để mình bắt mấy cái su tim này nè mọi người. Và su tim này nó bay khắp nơi luôn nha, giống như mấy cái su bình thường khác vậy đó. Nếu mà các bạn trong khu plaza các bạn không thấy thì các bạn có thể vô những cái khu khác.
Mình phát hiện trong cam biên là cũng nhiều lắm luôn. Đây một cái nha, một cái nha. Ơi mà công nhận khó bắt thiệt. Khó bắt thiệt chứ. Làm như nó kiểu nó bay nhanh hơn á sao mọi người. Trời ơi, cứu tôi, cứu tôi. Vô nè. Được 3 xu nha. Cái này tối đa hình như là tới không? Cao lắm nha, không phải 3 xu đâu. Mình xem mà cái này 3 xu luôn. Hồi nãy mình vọt được xu cũng nhiều lắm luôn á, không phải 3 xu, nó cao hơn luôn á mọi người. Ở đây có một cái lấp lánh nữa. Hình như cái này phát sáng hơn phải không ta? Đúng rồi các bạn ơi, cái xu này nó có ngôi sao xung quanh. Trời ơi. Đâu rồi, đâu rồi? Trời ơi, 15 xu luôn. U là trời. À, vậy là mấy cái trái tim mà nó lấp lánh thì nó ra rất là nhiều xu. Trời ơi, đang tính đi rồi thấy con bọ này cũng lâu lâu hiếm nó mới ra nè. Lâu quá rồi tôi không bắt bọ, không biết. Ơi, rồi xong luôn. Xu rồi nè rồi. Ba kiểu này là có khả năng quay lại nha. Nhưng mà hôm nay mình ăn chay cho nên là mình tha nó đi. Tha nha, rồi đi hoàn thành nhiệm vụ thôi. Đến nơi. Trong đây công nhận là nhiều nhiệm vụ ghê luôn. Nãy giờ là làm không hết luôn á. Có bộ đồ đầm cưới nữa nha mọi người. Có bộ đồ cưới nữa đó. Trời ơi quá xịn luôn. Bây giờ là tiếp tục lại phải đi tìm hai cái người này nữa. Ôi tru cha, nãy giờ thấy giới thiệu không nhưng mà bây giờ mới bắt gặp đây. Rồi cái máy này nó lạ nè mọi người. Rất là nhiều món trà luôn ha. Hương vị tươi mát, lúa mạch rồi nè. Cà phê đen, nước, rau quả. Cái này thì chảy nhanh hả? Mình sẽ mua thử nha. Rồi uống vô coi sao nè. Đâu rồi đây món này. Trời ơi các bạn thấy không, cái khu Dubai của chúng ta biến đổi liền luôn. Như hàng Nhật nha, đây là xài hàng Nhật Bản nha. Japanese nè. Nước trà. Ô bán cái máy bán nước luôn nè. Rất là nhiều món luôn. Mấy cái này thì công dụng là chảy nhanh rồi các thứ. Cái Dubai nó cũng khác bọt nữa các bạn ạ. Xịn quá. Giờ mới thấy lạ nè nha, hồi nãy tìm kiếm thì không thấy, bây giờ nhiệm vụ thứ hai tìm lại thấy, nhưng mà không thể bấm vô nhiệm vụ được các bạn ạ. Kỳ vậy ta. Trong khi là nãy giờ tôi đi rất là nhiều khu này tôi không phát hiện ra nha. Khi mà phát hiện ra rồi thì không thể hoàn thành nhiệm vụ là sao? Ai giải thích đi, hay là người khác nữa? Ảo ma vậy trời, hay là lỗi game trời. Giờ là tôi tìm thấy hai cái người đó, nhưng mà không thể hoàn thành nhiệm vụ nha. Để tôi vô trong đây còn không? Không lẽ là hai người người cũ nữa? Không có rõ ràng luôn nè. Mà tìm thấy thì không thể hoàn thành nhiệm vụ. Không có nha, tôi chạy xe vô nhà luôn, chạy xe vô nhà luôn. Không có rồi. Mà sao hai người đó không hoàn thành nhiệm vụ được ta? Lúc đầu đâu có đâu. Tới khúc này là tự nhiên tôi bó tay chấm cơm rồi. Tới nơi này cái tên giống nhau luôn nhưng mà không hoàn thành được. Hai người này pha ke à. Tôi mở ra mấy cái này coi. Tìm hai người đó sao khó khăn quá. Ồ một cái bàn nha. Hộp tiền sao. Ủa hộp tiền sao tự nhiên biến mất rồi. Ơ kìa lắc hả. Hỏi chấm, tôi mở hộp tiền sao ra su su tình yêu. Rồi rồi lắc rồi mọi người ơi. Hộp tiền sao đen thui thui lùi. Và đó là cái nhiệm vụ mới đây. Thì một lát nữa thì mình sẽ đi tìm những cái ký hiệu nha các bạn. Ký hiệu đồ vật rồi đó. Mình sẽ quay clip tiếp theo cho mọi người coi. Ok video tới đây thôi nha. Bye bye mọi người.